Đừng vắt chanh bỏ vỏ, hãy lấy nó để nhai trong 5 phút. Kết quả bất ngờ xảy ra, khiến hàng triệu đàn ông và phụ nữ làm theo. Chanh tươi được nhiều người biết đến với công dụng làm đẹp từ trắng da, xóa mờ vết thâm, ngăn ngừa buồn. Thế nhưng ít người biết rằng, những chiếc vỏ chanh mà chúng ta vẫn bỏ vào salad sau khi vắt xong lại chứa các tinh chất dầu thơm, chất chống oxy hóa, giúp đặc trị hôi miệng, đánh bạc cao răng, mảng bám ố vàng, giúp hàm răng trắng sáng chỉ sau vài lần sử dụng. Hãy tham khảo công thức sau đây để có thể tẩy trắng răng chỉ nhờ vào chiếc vỏ chanh. Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả chanh tươi, 2 thìa cà phê muối miệng, 1 chiếc bàn chải đánh răng, chén và thìa. Cách làm: chanh mua về rửa sạch dưới vỏ nước rồi ngâm trong dung dịch nước muối pha loãng trong 10 phút. Sau khi ngâm chanh xong thì cắt làm đôi, bắt lấy một thìa nước cốt chanh cho vào chén nhỏ. Phần vỏ chanh thì dùng dao cắt bỏ ruột và cùi trắng, một phần vỏ thì băm nhỏ vào chén nước cốt chanh tươi, một nửa thì thái sợi nhỏ để nhai. Cho một thìa muối miệng vào chén nước cốt chanh và vỏ chanh rồi trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Cách sử dụng: súc miệng bằng nước ấm trong 1 phút rồi nhổ đi. Việc này sẽ làm sạch một phần nào đó vi khuẩn cùng mảng bám của thức ăn sót lại trong khoang miệng. Nhúng chiếc bàn chải đánh răng vào chén hỗn hợp nước cốt chanh, vỏ chanh và muối. Đánh răng như bình thường. Chú ý đánh răng theo chiều dọc từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Đánh răng trong khoảng 1-2 phút để hỗn hợp làm sạch khoang miệng rồi súc miệng lại với nước ấm. Tiếp đến, lấy phần vỏ chanh cho vào miệng để nhai thật kỹ trong vòng 3-5 phút. Khi đó, nước bọt tiết ra hòa quyện với tinh dầu của vỏ chanh sẽ giúp đánh bật mảng bám, đồng thời trị sâu răng hiệu quả. Khi nhai xong thì nhổ ra, lấy một cốc nước muối pha loãng, súc miệng để kết thúc. Thực hiện công thức này 2-3 lần mỗi tuần. Chỉ sau một thời gian thực hiện, hàm răng trắng sáng hơn, tình trạng sâu răng, chảy máu chân răng đều cải thiện rõ rệt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đinh hương trị viêm loét dạ dày. Đinh hương còn gọi là công đinh hương, khung tử hương, đinh tử. Theo đông y, đinh hương có tác dụng on tỳ vị, trị các chứng quảng phúc, lạnh thống, đau bụng do lạnh, ẩu thổ, nôn mửa, ách nghịch, nấc. Trị chàm lửa: dùng đinh hương cho vào 100ml cồn 750, ngâm 48 giờ, bỏ sát, mỗi ngày bôi vào vùng chàm lửa 3 lần. Trị non, nấc cục, trẻ em ở sữa: đinh hương 3g, sa nhân 5g, bạch trợt 10g, tán bột miệng mỗi lần uống 2-4g, ngày 2-3 lần với nước ấm. Trị đau do loét dạ dày trá tàn, thể hư hàn: đinh hương 30g, bột lòng cốt 300g, mẫu lệ 300g, bột mì 120g. Tất cả tán bột miệng trộn đều, gói thành bao 6g mỗi bao, mỗi lần uống 1 bao, ngày uống 2-3 lần với nước ấm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chị em bỏ sức ngâm lấy một lọ thần dược này, chỉ cần một ly, quý ông thoải mái chiều vợ cả năm luôn. Cây dâu tằm, đông y gọi là tằm tang, rất quen thuộc với nhân dân ta. Toàn bộ cây dâu, từ lá quả đến thân rễ, đều có vị thuốc quý. Mùa quả dâu tầm chín rất ngắn, thường chỉ 15 ngày là hết mùa. Vì thế, mọi người nên tranh thủ mua loại quả này để ngâm rượu uống. Những gia đình có điều kiện thường mua rất nhiều quả dâu chín đem về sấy khô rồi dùng dần. Quả dâu sấy khô ngâm rượu thời gian lâu hơn, phải 30 ngày mới uống được. Lá dâu gọi là tang diệp, vỏ rễ cây dâu gọi là tang bạch bì, quả dâu gọi là tang thầm. Cây tầm gửi mọc trên cây dâu gọi là tang ký sinh, tổ bọ ngựa đắp trên cây dâu gọi là tang phiêu tiêu. Tất cả những vị trên đều có thể làm thuốc chữa bệnh.
nhưng bình rượu làm thuốc bổ dương chỉ sử dụng mấy vị sau: tan thầm, tan ký sinh, tan phi tiêu. Công thức trị bệnh của dâu tầm: bổ can thận, ích tầm huyết, sáng mắt, đàn tóc. Cách làm cũng rất đơn giản. Lấy khoảng 5.000 gram quả dâu chín tươi, 6.000 gram gạo nếp, men rượu vừa đủ. Quả dâu phải chín đều, ép lấy nước, đun sôi để nguội, cho cùng cơm nếp. Men rượu trộn đều cho vào bình ngâm, ngày uống mỗi lần 30-50ml vào 2 bữa cơm hàng ngày. Cao dưỡng huyết chữa tóc khô bạc. Lấy 50g quả dâu tươi chín, lượng đường phèn vừa đủ, rửa sạch dâu, cho vào nồi đất. Nước vừa đủ sắc lấy nước hòa đường phèn để uống, có thể uống thường xuyên, nhất là về mùa hè. Bổ thận âm hương. Với triệu chứng lưng đau gối mỏi, ù tai, vô sinh do chất lượng tinh trùng kém, cau kỷ tử 50g, sơn dược 50g, quả dâu 30g, gạo tẻ 50g, nấu cháo ăn liền 1 tháng vào buổi sáng. Trị mất ngủ. Quả dâu còn có tác dụng trị mất ngủ rất tốt. Bằng cách lấy 60g quả dâu chín tươi hoặc 30g quả khô, sắp uống 2 lần trên ngày vào chiều tối. Trường hợp mất ngủ kinh niên, lấy 15g quả dâu chín, 15g thục địa, 15g bạch thược sắc uống sẽ thấy rất hiệu quả. Viêm khớp. Quả dâu chín tươi 100g, rượu trắng, gạo hạt nếp ngon. Dâu rửa sạch, giã nát gói vào túi vải ngâm vào rượu 3-5 ngày, uống mỗi lần 20-25ml. Quả dâu chín 250g, cành dâu 150g, chùm gửi 100g, ngâm rượu uống. Công thức ngâm dâu tầm làm đẹp cho phụ nữ. Cách làm đơn giản như sau: mua quả dâu chín đen, đem về, rửa sạch, vớt ra rổ thưa, để rau nước, cho đường vào trộn đều, rồi cho vào bình lớn. Bình nên có vòi ở gần đấy để dễ rót. Chỉ ủ trong bình 15 ngày là quả dâu đã nẩu và nước đã chảy ra. Đó là một dung dịch màu đỏ đậm đặc và ngọt gắt. Cần phải bổ sung thêm nước lã đun sôi để nguội, vừa phải mới dễ uống. Đây là loại siro vị ngọt, hơi chua, hương thơm, giải khát vào mùa hè rất tốt. Phụ nữ uống nước dâu đen tóc, đẹp da, kinh nguyệt đều và có thể khỏi chứng lạnh cảm. Nếu uống lâu dài, nhu cầu phòng the tăng lên rõ rệt. Cách ngâm rượu dâu. Đàn ông có thể mua quả dâu chín về ngâm rượu. Công thức như sau: quả dâu chín 2 kg, rượu gạo 4-5 lít. Quả dâu rửa sạch, để rau nước, cho vào bình lớn, đổ rượu vào, đậy kín nắp, ngâm 15 ngày rồi chắt nước ra để riêng. Lúc này, rượu đã có thể uống được rồi, nhưng tác dụng bổ dương chưa mạnh, muốn mạnh phải kết hợp với các vị khác. Phải ngâm thêm một bình rượu nữa, gồm các vị sau: tan ký sinh, cây tầm gửi trên cây dâu 3 lạng, cây này vị đắng tính bình, vào 2 kinh can và thận, có tác dụng bổ can thận, mạnh gan có. Rễ cây dâu 2 lạng, nhân dân dùng rễ dâu để chữa đi tiểu đêm nhiều lần, di tinh, liệt dương. Tổ bọ ngựa trên cây dâu 5 cái, vị này vừa ngọt vừa mặn, tính bình, vào 2 kinh can và thận, có tác dụng ích thận, cố tình chữa di tinh, đái xón. Cách làm: tan ký sinh rửa sạch, chặt nhỏ, rang vàng hạ thổ. Rễ cây dâu rửa sạch, ngâm nước vo gạo 3 đêm, vớt ra để rau nước. Tước nhỏ rồi rang vàng hạ thổ. Tổ bọ ngựa nướng vàng, chú ý không được để cháy. Cả 3 vị trên cho vào bình lớn, đổ vào bình 3 lít rượu gạo, ngâm 100 ngày, sau đó chắt nước ra để riêng. Như thế là chúng ta có 2 loại rượu khác nhau, nhưng đều từ cây dâu. Trộn 2 loại rượu này vào một cái bình lớn, ta có bình rượu thuốc bổ dương, gọi là rượu tầm tang. Rượu này màu đẹp, hương thơm, vị dịu, rất dễ uống. Mỗi ngày uống 2 ly nhỏ trong bữa ăn. Uống đều trong 1 tháng, sẽ thấy tác dụng làm ấm lửa phòng the. Tác dụng mạnh nhất của rượu tầm tang là khắc phục tình trạng thận âm hư. Thận âm hư gây choáng váng, ù tai, hoa mắt, chóng mặt, hay quên, khó ngủ. Đêm tỉnh giấc khó ngủ lại, đau vùng thận, đầu gối mỏi.
đàn ông bị thận âm hư thì yếu sinh lý, xuất tinh sớm. Bình rượu tầm tang, nếu muốn mạnh hơn cần thêm vào một số vị sau: sơn thù du, thạch xương bồ, địa hoàng, cam cúc hoa, hoàng bá, ngũ vị tử. Các vị đều nhau 6 gam. Những vị thuốc này có tác dụng bổ thận, sát tinh, chữa di tinh tiểu tiện ra tinh dịch. Một vị thuốc nữa nên cho vào bình rượu tầm tang là tích dương. Đây là vị thuốc phải nhập ngoại, vì chỉ có ở Tân Cương, Nội Mông và Cam Túc, Trung Quốc. Vị thuốc này chữa bệnh yếu sinh lý, sinh dục. Tính dương vị ngọt, tính on có tác dụng bổ thận, mạnh lưng gối, chữa bệnh nam bị liệt dương, phụ nữ vô sinh. Nếu trong bình rượu tầm tang của bạn có đủ các vị như thế thì rất mạnh. Tác dụng bổ dương ngang rượu, trường xương tử mà tìm kiếm và chế biến lại đơn giản hơn rất nhiều. Ngoài tác dụng bổ dương, như đã nói ở trên, cây tầm tang còn có thể ngâm rượu để trị các loại bệnh khác. Quả dâu sấy khô ngâm rượu thời gian lâu hơn, khoảng 30 ngày mới uống được, xong dùng quả tươi là tốt nhất. Các nhà khoa học Nhật Bản đã làm thí nghiệm về rễ cây dâu trên thỏ. Họ cho thỏ uống nước sắc rễ cây dâu, rồi theo dõi thấy lượng đường trong máu tăng lên khá rõ rệt, sau giảm dần. Thí nghiệm này đã được công bố trong Nhật Bản Dược vật học tạp chí. Vì thế, trong bình rượu tầm tang không nên dùng nhiều rễ dâu để phòng bị bệnh tiểu đường. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tin vui, tế bào ung thư bị tiêu diệt trong vòng 42 ngày bằng ly nước ép đã thành công ngoài mong đợi. Cả thế giới đang mở tiệc để ăn mừng. Judubert đã dành cả cuộc đời để tìm cách chữa bệnh ung thư và cuối cùng vị nhân sĩ người Áo này đã thành công. Biện pháp của Judubert nằm ở chế độ ăn hàng ngày, chỉ với một ly nước ép hỗn hợp dễ làm. Ông đã giúp hơn 45.000 người bị ung thư và các bệnh nan y khác điều trị bệnh hiệu quả. Sau đây là cách tiêu diệt triệt để tế bào ung thư chỉ trong 42 ngày mà thuốc dân gian hay tổng hợp lại. Chuẩn bị: củ cải đường hay còn gọi là củ dền 550g tương đương với 55%, cà rốt 200g tương đương với 20%, càng tây 200g tương đương với 20%, khoai tây 3g tương đương với 3%, củ cải trắng 2g tương đương với 2%. Thực hiện: gọt vỏ, rửa sạch và cho vào máy xay sinh tố. Cho đến khi tất cả đã được xay nhuyễn thành một hỗn hợp đồng nhất thì đổ ra ly và thưởng thức. Uống hết một đợt thì tiếp tục làm một đợt khác. Hiệu quả thu được: ly nước trái cây đặc biệt này sẽ tăng cường hệ miễn dịch, làm sạch máu và cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Điều quan trọng nhất hơn cả là nó đã được chứng minh có hiệu quả cực cao trong cuộc chiến chống lại các tế bào ung thư. Chế độ chỉ uống hỗn hợp 5 thành phần trên liên tục trong 42 ngày sẽ khiến các tế bào ung thư chết đói, trong khi sức khỏe tổng thể của bạn lại được cải thiện triệt để. Ghi chú: nguyên liệu sử dụng phải là rau quả hữu cơ, không nhiễm hóa chất. Nhớ không lạm dụng nó như mức tiêu thụ của các loại nước trái cây, chỉ uống nhiều như cơ thể đòi hỏi. Lợi ích của củ cải đường hiếm người biết là gì? Củ cải đường dồi dào chất chống oxy hóa C, B1, B2, vitamin B6, axit folic, bentozoic và các khoáng chất như kali, phốt pho, magie, canxi, natri, sắt, kẽm. Màu đỏ trong củ cải đường hay củ dền đến từ chất beta cyanin. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh củ dền được coi là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe nhất và cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị chống lại bệnh bạch cầu, ung thư. Bởi củ cải đường chứa nhiều ở betaine là loại axit amin có tính chất chống ung thư mạnh. Nhiều nhà nghiên cứu xác nhận rằng betaine khi hấp thụ vào cơ thể sẽ phá hủy các tế bào như khối u. Thêm vào đó, nó còn là một chất chống viêm và chống oxy hóa cực mạnh. Đối với người khỏe mạnh, tiêu thụ của dền sẽ tăng cường chức năng của gan và túi mật, ngăn ngừa táo bón, chữa chứng đau đầu, đau răng, kiết lỵ và những vấn đề về xương khớp, da dẻ, kinh nguyệt. Đặc biệt,
Củ cải đường cực kỳ có lợi cho phụ nữ mang thai vì nó chứa hàm lượng axit folic. Quả thật củ dền là một cây thuốc không thể thiếu trong mọi chế độ ăn uống, tốt cho sức khỏe hay điều trị bệnh tật. Chúc bạn và gia đình sống khỏe mỗi ngày.